Ngày 10 tháng 10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa bắt được đối tượng Lâm Văn Chính, sinh năm 1966, thường trú xã An Mỹ, Kế Sách, Sóc Trăng, trốn truy nã 15 năm về tội dâm ô với trẻ em. Lâm Văn Chính bị Công an huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an tỉnh Bình Phước bắt khi đang trốn truy nã tại thôn 4, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Trước đó, vào tháng 11 năm 2007, đối tượng này đã thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em. Đến tháng 4 năm 2008, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ về hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kế Sách đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Chính về hành vi dâm ô với trẻ em. Sau đó, đối tượng Chính đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kế Sách đã ra quyết định truy nã và lập kế hoạch tổ chức truy bắt đối tượng. Sau 15 năm trốn truy nã, đối tượng Chính không thoát khỏi lưới pháp luật. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kế Sách tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.